Xin chào các em, và chúng ta trở lại và bây giờ chúng ta tiếp tục với bài tập số 5, bài tập điền từ vào khoảng trống. Và với bài này chúng ta phải chú ý, như bài trước thầy đã nói, chúng ta chú ý đến cái cách xác định từ loại và vị trí của từ. Đây, như bài trước topic number 8 chúng ta đã làm tương tự, và chúng ta sẽ chú ý cái cách sử dụng từ để làm sao làm bài được đạt được kết quả tốt nhất. Hay là điền từ vào khoảng trống bằng trật tự từ. Trở lại với bài, trước hết chúng ta đi tìm hiểu nghĩa của các cái từ mà chúng ta cần phải điền. Đó. Từ thứ nhất đó là từ man này, có nghĩa là có người lái. Man này, có người lái. Đây là một phân từ. Từ thứ hai đó là từ seriously, nghiêm trọng. Seriously, nghiêm trọng, đây là một trạng từ. Ở đây tương đương với phân từ nghiêm trọng, một cách nghiêm trọng. Từ số 3, affected, bị ảnh hưởng tới. Affected, nó là phân từ, và nếu bỏ đi 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 nó sẽ là động từ. Chúng ta nên để nó ở dạng chung chung, nó là động từ, ảnh hưởng. Từ thứ tư chúng ta có từ space. Space là một danh từ, có nghĩa là không gian hay vũ trụ. Space, không gian, vũ trụ. Không gian, ngoài ra nó có nghĩa là khoảng trống nữa. Radiation, có nghĩa là sự phóng xạ. Phóng xạ. Tiếp theo, groundless, không dính đất, không tiếp xúc với đất, không có đất. Đây là một tính từ, không có đất, là tiếp xúc đất. Tiếp theo chúng ta có từ weightless, chúng ta vừa mới nhắc đến ở trên bài trên, nghĩa là trạng thái không trọng lượng. Weightless, đây lại là một danh từ, trạng thái không trọng lượng. Tiếp theo chúng ta có từ harmless, vô hại, đây là một tính từ, tức là không độc hại, vô hại, harmless, tính từ, vô hại. Tiếp theo chúng ta có từ journey, danh từ, chuyến đi, chuyến đi. Tiếp theo chúng ta có từ flown, phân từ của từ fly, fly, flew, flown. Fly, fly là bay, flew, flown, bay, đây là động từ, bay. Tiếp theo chúng ta có từ appear, xuất hiện. Appear, động từ, nghĩa là xuất hiện. Và cuối cùng chúng ta có từ effects, có nghĩa là hiệu quả, hiệu ứng. Hiệu quả, hiệu ứng.
Khảo sát qua bài chúng ta thấy ở đây có 10 khoảng trống và chúng ta có 12 từ. Như vậy chúng ta có 2 từ bị loại ra. Và chúng ta bắt đầu thực hiện bài làm. Before man had in space. Và dĩ nhiên chúng ta là bay vào vũ trụ, là flown. Đáp án của chúng ta là flown, bay vào vũ trụ. Vì sao hết ta dùng một phân từ và từ này là phù hợp. Và flown into space, bay vào vũ trụ. It was thought that his physical and mental capacity might be by, có thể bị, vậy lại là một phân từ nữa và chúng ta có thể bị ảnh hưởng, affected. Và đáp án của chúng ta là đáp án B, affected. Xin lỗi, đáp án affected, bị ảnh hưởng bởi. Long period of, cái trạng thái này là cái trạng thái không trọng lượng, weightlessness. Bên đây phải là một danh từ, up là danh từ. Vậy có thể là bị ảnh hưởng bởi trạng thái không trọng lượng. Đáp án chúng ta là weightlessness, trạng thái không trọng lượng. And that he might be endangered by his level, high level up. Cũng lại một danh từ và đây là chất độc hại. Vậy radiation sẽ là đáp án của chúng ta. Đó là lượng phóng xạ. Vì người ta nghĩ là trong vũ trụ thì có rất nhiều chất phóng xạ. Và từ này liên quan đến Yuri Gagarin first flight. First flight, câu số 35. Vậy chúng ta có thể là space flight thôi, chuyến bay vào vũ trụ, bởi vì Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ nên chúng ta là chọn là space flight, bay vào vũ trụ. So that man could live in space and thought this only lasted, chuyến đi lasted, chỉ có thể là chuyến đi kéo dài lasted. It gave encouragement to those interested in future of space flight. Vậy rõ ràng là men's cái việc có người lái, có người vào vũ trụ, vì nó mở ra một chương mới cho việc có người vào vũ trụ, có người điều khiển và men's space flight. In fact, most of the early fear about men's health in space have a proof. Và được chứng minh rằng, ở đây ta sử dụng một tính từ proof harmless, vô hại, không được, gravity, không có cơ sở. Ở đây, không có cơ sở từ này. Thì nó sẽ hợp hơn với nghĩa ở đây. Và nghĩa của từ thì phụ thuộc vào nghĩa của ngữ cảnh. Chúng ta nói là gravity, không có cơ sở, groundless. Chứng minh rằng là không có cơ sở. And taught several odd medical effect. Và sau chữ medical, hiệu ứng, hiệu quả, thì chỉ có thể là về mặt y học mà thôi. Là effects. Have been observed, none has. Và none seriously. Đúng rồi, và đây là phải dùng trạng từ giữa một trợ động từ và một động từ, phân từ. Vậy chúng ta sử dụng seriously, một trạng từ. Vị trí này rất là đơn giản. Như vậy, thầy trò chúng ta vừa mới trải qua bài tập số 5, cũng không phải là đơn giản, nhưng chúng ta đã vượt qua được một cách dễ dàng. Bài tập số 6. Read the passage, decide whether the following statement is true or false. Suốt chiều dài lịch sử đã có rất nhiều nhà thám hiểm. Bạn đã từng nghe thấy Marco Polo, một người Italia nổi tiếng. Ông ta là người châu đầu tiên đến Trung Quốc. Và ông ta đã đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ thứ 13, vào khoảng 200 năm sau. Christopher Columbus đã lái thuyền từ Tây Ban Nha. Ông ta tìm một cái con đường để đến Ấn Độ. Tuy nhiên, ông ta đã không biết điều này và cuối cùng ông ta đã đến một cái vùng đất mới và ông ta tưởng là Ấn Độ. Ông ta đặt tên, ông ta đã hạ
đã đặt chân vào đất liền của châu Mỹ. 500 năm sau, Columbus 500 năm sau khi Columbus chuyến đi của Columbus vào năm 1930 thì những nhà phát minh nổi tiếng như Rick Bird đã là người đầu tiên bay qua vùng cực Bắc và cực Nam của trái đất. Ngày nay chúng ta tiếp tục khám phá thế giới này và đang tìm hiểu về tất cả những vùng khác của thế giới, một cả những thế giới khác nữa. Và những năm 1930, người Mỹ và người Nga, các nhà khoa học người Mỹ người Nga đã gửi những cái con tàu vũ trụ không có người lái lên mặt trăng để những đoàn thám hiểm, những cái nhà du hành vũ trụ. Những con tàu vũ trụ này đã gửi những thông tin rất quan trọng về mặt trăng. Rồi vào ngày 16 tháng 7 năm 1969, cái con tàu có người lái đầu tiên đã rời trái đất. Vào ngày đó, con tàu Apollo 11 đã nổ ra một cái, đã đánh dấu một cái kỷ nguyên những nhà khoa học người Mỹ lên tàu. 4 ngày sau khi nó phóng thì 2 trong số nhà du hành vũ trụ đã đặt chân lên mặt trăng và sau đó khám phá bề mặt của mặt trăng. Và khoảng 2 ngày sau khi hạ cánh, họ bắt đầu trở lại trái đất. Họ trở về một cách an toàn vài ngày sau đó. Ngày nay rất nhiều những cái tàu vũ trụ không có người lái cũng được gửi vào hành tinh. Trong tương lai, chúng ta có thể đi trên sao Hỏa, sao Kim như là chúng ta đã từng đi trên mặt trăng. Chúng ta cũng có thể, thậm chí có thể đi vào dải ngân hà. Làm gì có ai chắc chắn về điều gì. Mọi thứ chúng ta biết chắc chắn đó là chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thế giới và những phần khác nữa của thế giới. Đó là bài dịch. Bây giờ chúng ta cùng nhau điền đúng sang. Marco Polo travel, cái nào đúng thì nó sẽ bôi đỏ, cái nào không đúng thì nó sẽ để nguyên. Travel from England to China in the late 13th century. Ông ta đi từ nước Anh đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ thứ 13, đúng. Trong khi ông ta tìm kiếm Ấn Độ thì Christopher Columbus đã đến đặt chân đến châu Mỹ. He arrived in China, sailed from Spain by ship. He was looking for a new way to reach. However, as you probably know, he didn't reach in the island. Trong khi đã tìm kiếm đường tới Ấn Độ thì Christopher đặt chân đến châu Mỹ, đúng rồi, câu này đúng rồi. Vào thế kỷ thứ 19, Richard Bird đã bay qua cả Bắc Cực và Nam Cực thế kỷ thứ 19, 1930 không phải, là thế kỷ thứ 20 rồi. Và đáp án câu này sai. Những cái tàu vũ trụ không người lái đi vào mặt trăng trước khi có người lái, đúng rồi. Và những năm 30 thì người Mỹ và người Nga đã gửi tàu rồi. Tàu Apollo 11 là tàu có người lái đầu tiên đi vào mặt trăng. Câu này cũng đúng rồi. Apollo 11 thì bị phá hủy trong một vụ nổ. Câu này sai. Tất cả những cái nhà du hành vũ trụ trên con tàu đều đặt chân xuống khám phá mặt trăng. Câu này cũng không đúng, chỉ có 2 thôi. Ngày nay chúng ta đang gửi những tàu vũ trụ có người lái lên những hành tinh khác không phải, và không người lái thôi. Như vậy chúng ta vừa trải qua bài đọc hiểu với điền đúng sai. Còn bài cuối cùng của chúng ta trong cái chủ đề 9 là bài viết Choose the phrase that best completes the sentence. By thì rõ ràng ở đây nó là dạng bị động. Chúng ta cùng nhau xem. B không phải là bị động, C không phải là bị động, D không phải là bị động của đoán là A. Rất là đơn giản. Many craters on the Earth's surface were probably formed by very large material. Rất nhiều những cái hố sâu trên mặt trái đất có thể đã được tạo ra bởi những cái thiên thạch. Và đây phải là mệnh đề quan hệ, đó là C. Và B, thầy đã về để sai vị trí. We smack into the ground an explosion.
À, đáp án phải là C. À, để chúng ta thay đổi vị trí đi cho nó đúng vị trí. Đó. Bởi vì N thì phải nối hai từ đồng loại. Như vậy chúng ta vừa mới hoàn thành được bài chủ đề số 9, City of the Future. Và chúng ta sẽ phải cần dùng nhiều thời gian để các con đọc đi đọc lại và xem đi xem lại để làm bài chữa bài cho tốt. Hôm nay sự cố gắng của chúng ta sẽ là thành quả tốt cho ngày mai, sẽ có trái ngọt ngày mai. Hy vọng các em biết được điều đó và sẽ chủ động tích cực học tập.